mua mấy hai chai rượu ra, hai chị em ngồi uống chơi. Thì hai người uống thì vợ em mới uống xong chúng hư giống như ngày ngà. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Cực kỳ có duyên luôn. Mà chú rể, mà chú rể nhiều tuổi mà sao nhỏ xíu rồi đúng không? Anh Nam 18 tuổi chưa? Dạ em 26 tuổi rồi. 26 rồi hả? Dạ. Mặc như là anh chưa 18 gì đó. Rồi hai đứa giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quốc Thận, chị Hồng Vân. Em là Kim Hoàng, năm nay em 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. À. Kim Hoàng mà có bán vàng không? Dạ. Dạ không ạ. Nhân viên văn phòng mà. Còn em? Chú rể, cho tôi hỏi chú rể dễ thương á. Dạ, trước hết em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân và chào mọi người. Em tên là Tiến Nam, năm nay em 26 tuổi. 26 em, tuổi? Dạ 26. Đó, nhìn giống 31. Như là con nít mình đi lấy vợ vậy đó. Ừ, vậy là sao? Vậy là trong trường hợp này là ai của em? Sao? Ai của ai? Em của chị hay là chị của em hay sao? Dạ, tình yêu của tụi em là tình yêu chị ơi, anh yêu em. Đó, chị ơi, em đúng không? Dạ. Chị ơi, anh yêu em. Đó. Ừ, nhưng mà gặp chị ở thời điểm nào, lúc nào? Dạ, lúc đó là em lúc mới đi lính về. Thì em về phường em làm luôn. Thì lúc đó có anh của em cũng làm ở trong đó. Thì anh em thấy chị bên đây nè là còn độc thân mà cũng vui tính lắm, tại hoạt động đoàn mà. Thì anh của em mới nói là qua bên cua bên đó đi, cua cái chị đó đó. Chứ sao lúc đó anh em không cua mà nhường cho em vậy? Anh của em có vợ rồi. À, anh có vợ. Ông tiếc của. Đó. Anh không tiếc của. Có vụ tiếc của đó. Quá, hiểu không? Bây giờ mình có vợ rồi thôi để cho đúng em. Đúng rồi, để cho em mà nó hưởng. Anh nói em qua cua đi rồi nếu mà được thì đến với người ta còn độc thân. Ừ. Đó thì em cũng qua em cũng chọc chọc chơi vậy đó. Ừ. Thì cứ mỗi chiều chiều em cũng dẫn xe cho vợ em đi đi làm về nè, em dẫn xe ra cho vợ em về. Ừ. Rồi tới có lần mà vợ em đi chơi với là bên phường á. Ừ. Thì đi giờ sáng sớm mà nhà vợ em thì không có cho đi sớm. Em thì làm ở phường, em ngủ trên phường luôn. Ừ. Thì cứ sáng sớm 4 giờ sáng em chạy xuống nhà vợ em. Ừ. Chở vợ em đi. Ừ. Lên phường. Ừ. Thì lúc đó vợ em cảm thấy nó mến em. Ừ. Vậy đó. Để hỏi cổ coi có đúng vậy không? Đúng. Ông này ông tự khẳng định ta mến, ông biết phải vậy không? Tại nhà em khó lắm, không. Ừ. Có cho đi sáng sớm vậy rồi sợ con gái mình bị bắt cóc á. Cái thế là chồng em mặc áo dân quân thì cái nhà cũng tin tưởng là chắc ở phường cử người xuống là rước vợ ơi, rước vợ mình đi. Rồi cái dạ an tâm cái cho đi. Cho đi thế là em cũng cảm thấy là chồng em nhí nhảnh dễ thương. Rồi cái cũng cảm mến vậy thôi chứ chưa có yêu hẳn. Bên này là mối tình đầu rồi phải không? Vậy chắc chắn một điều là ông đâu có biết hung. Lúc đó anh có lần vợ em buồn á, cái mua mấy hai chai rượu ra, hai chị em ngồi uống chơi. Ừ. Thì hai người uống thì vợ em mới uống xong cũng hơi giống như ngày ngà. Tuyên quay ra cái cho hôn miếng coi. Ừ. Thì em hối không có hôn gì hết. Thì cứ quay ra hôn miếng coi vậy đó. Nếu mà em đưa qua mặt qua thì dính cái vợ. Thì cái vợ em mới bắt đền, kêu là bắt chùi lại, chùi nó miếng đi. Không được, không lẽ còn bắt em xin lỗi. Rồi sao rồi hôn, rồi còn làm gì nữa không? Dạ không, chờ qua gái thầm thôi xong rồi. Nói thiệt không? Dạ xin lỗi xong rồi mới chịu về. Dạ. Có nghĩa là lúc mà người ta hung còn bắt ta chùi nước miếng đó mà dạ. Là cái đó là quen được nhiêu lâu? Dạ cũng có khoảng một năm. Một năm rồi. Dạ. Rồi mới cho người ta vậy mà cũng bắt xin lỗi. Dạ. Rồi qua tới năm thứ nhì. Dạ. Là cho hung chưa? Đúng rồi, chị đi chơi chị không có nắm tay còn sợ nữa mà. Bà sợ lắm. Nghe là trong hai năm là vẫn chưa? Dạ sợ lắm. Người bà bảo sao á. Được bao lâu mới được hung thiệt? Tức ghê thiệt á. Tới lúc mà lúc cưới mới hung. Rồi có được ôm không? Lên chi xe thì không ôm, còn có phim á mới được ôm thôi. Trời ơi gì mà kẹo với nít dữ vậy trời. 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 Dạ. Đêm tân hôn mà hồi hộp. Tụi em cưới về xong hôm sau rồi tụi em đi Đà Nẵng luôn chứ không có ở nhà. Ừ. Thì lúc em cũng xin, vậy đó mà giờ em không có cho. Sợ, ngại lắm. Phải mấy bữa sau mới cho. Sau mà chị thì khó quá. Tại Nam an ủi là thôi giờ em cũng là thuộc của anh rồi. Ừ. Cái em mới nói vậy thôi, nếu mà đụng tôi á thì hứa với tôi là 3 năm sau mới cho tôi có em bé nha. Ừ. Cái cũng hứa mất méo rồi. Ừ. Hai đứa cũng giao kèo dữ lắm luôn. Về chính đáng sao dính.
Dạ không, đúng rồi. Dính này, dính là... Dính luôn hả? Dạ. Dạ, dạ bởi giờ bỏ cho em ăn chay luôn. Là đang dính hả? Đang không? Dạ không có, là em sinh em bé được gần 4 tháng rồi. Vậy đó hả, coi như là bữa đi Đà Nẵng một phát là dính luôn. Đúng rồi. Rồi rồi cho nhỏ ngưng luôn hả hay sao? Có cho ăn chay luôn không? Dạ, mới nói ăn chay kìa. Dạ. Là từ lúc phát hiện là có em bé là cho ăn chay. Dạ đúng trời rồi. Trời tội nhỏ hết sức rồi. Trời đất ơi. Rồi sao? Em cũng thương vợ em, bây giờ vợ em chăm con nên em cũng không muốn đụng vợ em nữa. Như là em cũng chạy xe nhiều lúc em cũng mệt nữa. Em nhiều khi em không đụng bởi vì bà mới bị stress. Đúng không? Không phải đâu, tại vì nam tôn trọng em không. Vậy hả? Ủa? Em nghe trên mạng nói là tại vợ em sinh mổ là phải kiêng tới 6 tháng hoặc tới 1 năm nữa. Em sợ vợ em cái vết mổ đau nên em không dám đụng luôn. Một năm mấy lấy nhau vậy, đếm số lần thôi hả trời? À, không được. Mấy lần nói tôi nghe coi mấy lần. Nó không được hết bàn tay nữa. Mấy lần nói tôi nghe coi, 30 ngày mà giận hết 1 tuần, 2 tuần rồi là còn mấy lần? 4 lần hả? 2, 5 lần? Tôi thấy nhỏ này bởi vì cái mặt nó ướt thì sao đâu. Rồi nhưng mà cái bản thân em á, em có cam em cũng thương vợ nên em cũng không làm cho vợ buồn thôi rồi chấp nhưng nhận. Nhưng mà lúc vợ có bầu em có phá rào cản lần nào không? Dạ không, em sợ lắm. Tại em kêu là nghe sợ trúng con nên em cũng không dám luôn. Trời ơi. Coi chạy xe rồi mà nó không có nghiên cứu gì chừng á. Bây giờ chị hỏi nè, hai người á, cái thời gian á mà được gần gũi nhau đi, là tổng cộng cái thời gian được cỡ 1 tuần không? Ít lắm chị. Dưới một tuần tức là dưới con số 7. Dạ, ít lắm. Đừng nói một lần thôi nha. Trời ơi, không có được. Để nói nghe nè. Bây giờ á, em là yên phần em rồi, đúng không? Mà đây, người đàn ông 26 tuổi này là đang là cái thời điểm mà gọi là nó đỉnh cao của đàn ông. Em treo tới cỡ đó rồi thì em có nghĩ là lúc cái chồng em sẽ làm gì trong cái thời gian đó không? Có bao giờ suy nghĩ tới điều em đó không? Em tin tưởng chồng em lắm. Cái vấn đề chị nói em nghe, cái lý trí nó khác với cái bản năng nha, đúng không? Cái đó là cái bản năng bình thường, cái nhu cầu bình thường của bất cứ một con người nào. Em hiểu ý chị không? Chứ không phải là do cái đầu. Chồng em vẫn thương em nhưng mà vẫn phải có cái chuyện đó. Mà bây giờ không với em thì bắt buộc là phải với ai đó, hoặc là tự mình lên hay là mà tự mình lên là bệnh nha. Có vợ mà tự mình lên là bệnh nha. Đó. Đúng không? Nó đủ đường hết trơn hết trọi. Đúng không? Em nó nhỏ phải thương nó. Nhỏ phải thương nó. Thôi tôi ghét. Nhỏ nhìn thương dễ sợ luôn. Thương. Không có được. Không. Qua bữa này về cải thiện lại. Cải thiện liền. Đem đây. Trời ơi tôi bây tức giờ, quá. Anh nhìn thấy nó muốn rớt nước mắt luôn á thiệt. Đây cải là cải thiện liền cho tôi. Cải thiện liền đi em. Trời đất ơi. Với lại nói nghe. Cái vấn đề mà cấm cản mà sau khi mổ mà 6 tháng đó là nó hơi nhiều. Anh biết nè, anh dạ. Anh rất rành, anh hai đứa con nè, nói thiệt. Cái vấn đề anh đi bể kế hoạch là vậy đó. Dạ, yên tâm. Có sao gì nữa. Không, bây giờ vậy nè, có nhiều cách phòng tránh lắm mà, đơn dạ, giản mà, em, đâu có gì em đâu có bé. Biết chị. Đúng không? Dạ. Biết mà đúng không? Dạ. Thì chị nói em nghe, ví dụ như cái cơ địa của cái người con gái mà nó còn trẻ đó, nó mau liền lắm, em hiểu không? Hơn nữa là cái việc mà em sinh mổ nó không có liên quan gì đúng tới rồi. Cái chuyện kia chứ á. Dạ không có, em biết rồi chị, tại vì thời gian bên con á, con nó quấy quá nên tụi em dành hết cho con chứ không gì hết. Không, bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, cái dành hết cho con là hoàn toàn chính xác, nhưng mà con nó không đòi hỏi tụi em tới cái mức đó. Thực sự con nó không đòi hỏi tụi em tới mức đó đâu. Bây giờ cái nhu cầu của em bé 4 tháng là cái gì? Ăn ngủ đúng không, và được ôm ấp vậy thôi. Chứ nó không có đòi hỏi là toàn tâm toàn ý ba mẹ phải dành cho con. Không được dành cho nhau và nó chưa biết ghen. Cho nên bây giờ tụi em còn trẻ là phải tận hưởng cái tuổi trẻ của mình. Đừng có để lớn như chị rồi là mệt mỏi. Mệt lắm hiểu không? Không được. Dạ em không. Lắng nghe lời khuyên của anh phải, chị. Phải thay đổi. Cái vấn đề này rất quan trọng. Nghe Nam. Dạ. Bây giờ Nam á, thì chịu khó à, ngoài cái lúc chạy xe lúc rảnh á, chị coi, có lên nghiên cứu tìm hiểu đúng không? Yeah. Kinh nghiệm nè, chiều vợ sao, làm sao để cho vợ cảm thấy hạnh phúc sung sướng như thế nào, ABCD. Vợ chồng okay. Là phải hiểu nhau, nếu mà không hiểu thì tra Google.
Còn em nữa, lúc nào con ngủ á, rảnh ha, ngồi coi chồng mình đi làm về mệt mỏi thiệt, nhưng mà mình cũng phải tạo cái hưng phấn cho chồng nè. Để sao 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 cũng rủ rỉ. Hỏi lỗ tai nó, anh ơi, vậy nguyên thời gian vừa qua anh đi đâu? Đó. Nhiều khi khui được mới chuyện á. Em tin chồng em. Giờ em định vậy hết em hết rồi. Không, ở đây vấn đề mình không nói là cái vấn đề là với một người nào. Đúng, em hiểu không? Nếu chồng em thương em, thực sự là chồng em sẽ mình ơn, đúng không? Nhưng mình ơn rất là nguy hiểm. Bình nó đó, không có tốt một chút xíu nào hết. Em Bình, có hiểu không? Em ơi. Thôi bây giờ nè, nói một điều gì với vợ mình đi, để mà có một sự thay đổi gì đó mới thi vị trong cái đời sống vợ chồng. Qua chương trình muốn nói với vợ là vợ đừng đừng có lo gì hết, anh sẽ không cho em dính đứa thứ hai đâu. Mẹ khoan có đứa thứ hai cho tôi. Bây giờ tận hưởng cái thời gian này đi đã, không có được đứa. Trời ơi, hãy nói nè. Em ơi, chúng ta phải thay đổi đi cho cuộc sống nó vui vẻ, cuộc sống ấm áp và cuộc sống thi vị hơn. Em ơi, anh hứa với em anh không để đứa thứ hai đâu em ơi. Giờ em sợ có đứa thứ hai. Không, không có sợ. Bây giờ đứng lên em phải chồng nhau đi. Bây giờ chị nói nè, em á thì cứ ngại tôn trọng vợ quá thành ra là ngại, cứ để muốn để vợ chủ động. Á, hiểu không? Rồi còn vợ thì cũng mắc cỡ, ngại. Rồi không lẽ bây giờ nói chồng chủ động thì không được. Nhưng mà chị nói nè, cuộc sống hai vợ chồng không nên giấu giếm nhau tất cả những cái nhu cầu về bản năng. Hiểu không? Đừng giấu, giấu ai đó đừng giấu chồng, hoặc giấu ai đừng giấu vợ. Hiểu không đó? Em ơi, anh chịu hết nổi rồi, anh muốn như vậy, anh cần như vậy là tấp vô. Đó, nhiều khi á, vợ nó hơi chống cự chút xíu, kệ nó đi. Hiểu không? Tới cho tôi, hiểu không? Đó mà nhột. Phải. Nói đi. Tôi không nhìn đâu. Mọi người đứng ai nhìn nghe để tivi khán giả ta nhìn được coi. Thì chồng anh hứa anh muốn em là hả cởi mở với anh một chút xíu. Có gì thì cứ nói với anh nghe. Hả rồi anh cũng vậy. Tụi mình hả còn lâu dài nữa. Không biết ôm vợ một cái. Ôm đi mạnh mẽ lên. Đó phải là người đàn ông mạnh mẽ. Hiểu chưa? Muốn gì nói đó nghe. Rồi chúc cho hai em đêm nay sẽ là một cái đêm mà nó, một cái đêm mà lửa phừng phừng cháy bỏng sau mấy trăm ngày bị treo niêu ha. Rồi chúc hai đứa luôn luôn có nụ cười nở trên môi và mãi mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị.